Trong một chương trình, chúng có giải đáp về việc hỗ trợ bé tự kỷ, có nhắc đến sợi dây thiêng liêng của tình yêu thương giữa người cha, người mẹ và con cái. Chú có thể giải thích thêm về điều này để các bậc phụ huynh hiểu rõ, để áp dụng được không ạ? Bây giờ trên lĩnh vực mà chú nói sợi dây thiêng liêng lắm. Những gì mà chú có thể chứng minh cho anh chị em hiểu khi nào chú hướng dẫn anh chị thực hành có hiệu quả là chú mới chứng minh anh chị em mới hiểu. Còn như chú nói thiêng liêng dùng một cái từ gọi là một cái từ gần gũi và một cái từ gọi là khăng khít của con người là sợi dây thiêng liêng. Nhưng vì chú nói hơn cái vị trí đó anh chị em không hiểu đâu. Sợi dây thiêng liêng đó nó mật thiết và nó quan trọng vô cùng trong cuộc sống của con người chúng ta. Khi anh chị em tiếp nhận cái linh hồn để người đó, cái linh hồn đó làm con anh chị em, làm người thân của anh chị em, nó có một sợi dây thiêng liêng mà giờ chú không nói ra cho anh chị em trong cái giờ phút này được. Chờ những khi nào anh chị em thấm nhuần, anh chị em hiểu và anh chị em hiểu những bước đầu tiên rồi đó, chú mới nói từng bước một anh chị em mới hiểu được. Bây giờ chú nói là anh chị em không hiểu đâu, mà anh chị em có nhiều khi anh chị em không hiểu, rồi anh chị em lại bị nhức đầu, anh chị em lo lắng này kia, nó không có giá trị. Từng bước chú sẽ giải thích cho anh chị em khi anh chị em thực hành từng bước một. Đó, bây giờ cái bước đầu tiên chú muốn thực hành là cái gì? Chú muốn thực hành vào cái nền giáo dục. Chú muốn những cặp vợ chồng, con cái bắt đầu lớn lên tới cái tuổi lập gia đình học cái NLG trước, ít nhất là lớp 3. Để cái phần năng lượng đó giúp cho bạn trai đó, bạn gái đó đầy đủ sinh lực để khi hai cái đó phối hợp với nhau, tất cả những DNA trong một cái cơ thể được phối hợp nằm trong một khuôn mẫu nhất định và hoàn hảo nhất. Đứa con này không thông minh cũng phải thông minh, không đẹp cũng phải thông đẹp. Và chú đã từng nói với anh chị em rằng xóa tất cả những vấn đề bệnh trạng về ung thư, xóa tất cả về dị tật đó. Chú nói vậy anh chị em có cười với anh chị em, nói là chú nói chơi, chú nói dốc, nhưng mà chú nói với anh chị em bằng tất cả những cái gì, cái danh dự của chú và những cái năng lượng của ngoài thiêng liêng ngoài không gian dài cho chú, cũng như chú nói phát triển kinh tế, anh chị em cứ cười, anh chị em nói đủ thứ, anh chị nói trị bệnh vấn đề Covid, anh chị em cũng cười, anh chị em ngạo nghễ chú. Rồi bây giờ mọi sự việc nó yên ả hết, phát triển kinh tế, bệnh tật này kia ổn định hết, anh chị em tầm thình. Anh chị em vẫn còn nguy biện, anh chị em nói, chú vẫn còn nói không đúng, không đúng, không đúng. Tại vì anh chị em không hiểu lấy gì đúng. Anh chị em không chịu thực hành lấy gì đúng. Anh chị em đi bước vào energy với một cái tâm trạng gọi là chú dùng xin lỗi nha, gọi là không hết và ngạo mạn đó. Anh chị em coi anh chị em là thượng đẳng hết rồi. Anh chị em trí tuệ anh chị em là cao nhất rồi. Mọi người là anh phải nghe anh chị em chứ anh phải anh chị em nghe NOC đâu mà anh chị em không làm được. Nhưng mà chú nói, chú trình bày, anh chị em làm được, mọi người làm được, chú làm được, mọi người làm được. Anh chị em nói là không thuyết phục cũng phải thuyết phục đó, đường hướng nền văn minh không gian dạy cho chúng ta để chúng ta tìm lợi lạc, để chúng ta hạnh phúc chứ không phải khoe khoang, chứ không phải thách thức và không phải là làm khổ ai hết, mang lợi lợi lạc cho tất cả mọi trình độ trong quả địa cầu này. Dù cái người đó trình độ thấp nhất cho tới trình độ thượng đẳng cũng phải học energy. Tại vì đây là sức sống của tất cả mọi người trong cái quả địa cầu này. Đây là nguồn năng lượng trí tuệ cho tất cả mọi người mà chúng ta ai cũng có thể sử dụng được. Nếu anh từ chối thì chờ. Nhưng mà tất cả sẽ phải học. Tại sao? Tại vì đây là sự sống của con người. Đây là sợi dây. Chú nói là chú trình bày giống như nãy đó. Hỏi con cái và mẹ có sợi dây thiêng liêng thế nào? Thì chú trình bày đây là một sự thiêng liêng giữa con người và nền văn minh không gian. Mà anh chị em không thể, con người chúng ta không thể từ chối được. Tại vì con người chúng ta sinh ra từ nơi đó. Anh chị em giỏi, anh chị em đừng hít thở không khí đi. Thì anh chị em mà sống được, anh chị em là người giỏi hơn cái nền văn minh không gian này. Đó, anh chị em giỏi, anh chị em đừng ăn lương thực thực phẩm đi. Mà anh chị em sống được đó. Mà sống khỏe mạnh nha, sống làm việc nha. Chứ không phải là sống mà bắt người ta phụng sự mình là không được ạ. Đó, anh chị em mà giỏi, anh chị em thực hiện những chương trình như vậy đi. Thì nhân loại này sẽ kiếm anh chị em hết và thuần phục anh chị em hết, coi anh chị em là thượng đế đó, anh chị em giỏi anh chị em làm được đi. Không có không khí, trong vòng mấy phút anh chị em lên đường, anh chị em mới học được những bài học có chút xíu à, anh chị em chưa học hết bài học của vũ trụ, chú cũng mới học có chút xíu à. Đó. Rồi anh chị em không hiểu, anh chị em cứ nghĩ là những cái gì tôi biết là hơn hết, là hạng nhất đó. Rồi anh chị em làm nói người này tổn thương người kia, làm tổn thương người nào đủ thứ, mà anh chị em cứ nghĩ là mình giỏi, giỏi thì làm ơn thực hiện ba nan đề mà chú trình bày đó, anh chị em thực hiện được đi. Nếu anh chị em thực hiện được thì anh chị em giỏi thật và chú sẵn sàng học hỏi anh chị em và nền văn minh không cần xuất hiện đâu. Anh chị em suy nghĩ đi, chú trả lời như vậy là để cho anh chị em tự anh chị em
bình tĩnh anh chị em suy nghĩ coi có đúng hay không. Dù anh chị em, bất cứ anh chị em có trình độ nào trong quả địa cầu này, dù cõi vô hình và cõi hữu hình, Chúa nói luôn đó, dù anh chị em là vô hình và vô hữu hình, anh chị em cũng không thể vượt qua được cái sự kiểm soát của thế giới vô hình và những cái tinh hoa tinh vi mà thế giới vô hình dàn dựng ban cho sự sống của con người giữa hai giới luôn. Bây giờ anh chị em thấy không, giới hữu hình thì cần oxy để thở để sống, giới vô hình thì cần năng lượng. Mà năng lượng ở từng cấp nào đây, năng lượng mà năng lượng thành độ tiểu học thì tối ngày chứ đi xin tiền cha mẹ thôi, còn trình độ trung học thì cũng chưa làm nên gì hết. Mặt mai anh chị em lên đại học lên tiến sĩ thì anh chị em mới tạo được một cái vị trí, một cái giá trị nào đó đi đóng góp cho xã hội để anh chị em được sống hạnh phúc thôi. Còn nếu không thì anh chị em chúng ta mọi người phải học hỏi, mọi người phải hiểu ra được cái định luật của sự tiến hóa này và phải trân trọng của sự việc này, chứ không phải chúng ta coi thường được nữa rồi. Tại vì đó là sức sống, sự sống, đó là sự việc thiêng liêng mà anh chị em gần gũi nhất, anh chị em nhìn vào cái mái ấm gia đình anh chị em sẽ biết trước đi. Rồi từ từ Chúa sẽ nói sự dây thiêng liêng của cha mẹ, của anh em, của vợ chồng, của con cái như thế nào, rồi của các đấng cao cả như thế nào, để anh chị em hiểu và anh chị em không phải sợ sợ mà anh chị em hạnh phúc. Đó, khi anh chị em biết đây là nền văn minh không gian, đây là một kiến thức sâu rộng của vũ trụ, anh chị em không phải sợ hãi mà anh chị em phải hạnh phúc, tại vì tôi đã tìm được cái hạnh phúc mà tôi đang muốn có, mà tôi chưa bao giờ có, nhân loại chưa bao giờ được, nhưng bây giờ nhân loại được, mọi người được, thì anh chị em phải biết trân trọng và sử dụng đúng cách trong cái lĩnh vực này. Dạ, con cảm ơn Chúa.